Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sa Bàn. Hẳn như chúng ta đã biết là trong 6 tháng vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến một chu kỳ giảm giá đồng hồ phải nói là lớn nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây. Thì như chúng ta đã biết là những cái mẫu đồng hồ mà rất là hot từ những năm 2020, 2021 tăng giá 1,5 lần, 2 lần, thậm chí 3 lần thì đã giảm giá rất là nhanh từ giữa năm 2022 cho đến cuối năm, và bây giờ thì đang có một cái chiều hướng là chững lại, không giảm giá nữa. Đấy, thì có một cái câu hỏi đặt ra, khi những chiếc đồng hồ mà tăng giá quá nóng thì đâu là sự lựa chọn tốt, nên mua hay là không mua, và nếu như lúc đấy có tiền thì chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc đồng hồ nào. Thì trong video này thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái quan điểm cũng mang tính chất cá nhân thôi. Đó là chúng ta có khi nào chúng ta đã bị bỏ quên và lãng quên đi rất là nhiều những thương hiệu hay ho với những chức năng thú vị, mà chúng ta chỉ tập trung đến những thương hiệu đã FOMO quá nhiều trong cái thời điểm đó, như là Patek này, Rolex này, hay là AP và Xiaomi. Đó thì ngoài những thương hiệu đó ra và những cái bộ sưu tập rất là hot trên thị trường thì chúng ta có rất là nhiều cái sự lựa chọn vẫn đảm bảo được về tính lịch sử của thương hiệu, vẫn đảm bảo được chức năng, vẫn đảm bảo được tính chất Swiss made, và đó là những thương hiệu gì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn hai chiếc đồng hồ, tất nhiên là Swiss made rồi, và Swiss made chuẩn 100%, chứ không phải là kiểu dạng Swiss made nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc. Có rất là nhiều khách hàng và người chơi đồng hồ có cái thắc mắc, đó chính là ngoài Rolex và Patek Philippe ra thì còn có những thương hiệu đồng hồ nào có lịch sử lâu đời không? Thì tôi xin trả lời với quý vị khán giả, đó chính là có rất rất nhiều những thương hiệu được sản sinh ra từ những năm 1700. Có thể kể đến là Vacheron, đúng không ạ? 1755 nếu như tôi nhớ không nhầm. Và rất là nhiều những thương hiệu khác, ví dụ như là Zenith, hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc Zenith, và Can-Am Pulsar 1888. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có hai chiếc đồng hồ đây, vỏ bằng thép thôi, nhưng hai chiếc đồng hồ này là hai chiếc đồng hồ mà tôi nghĩ đó là hai chiếc đồng hồ có cái mức giá với cái giá trị mà thương hiệu đem lại là nó tương xứng. Và hai chiếc đồng hồ này thì có điểm chung là gì, là chúng ta sẽ chọn chiếc đồng hồ nào để phù hợp với cái nhu cầu của bản thân, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong video này. Đầu tiên thì hai điểm qua một chút về hai thương hiệu, thì chúng ta sẽ thấy được là Zenith và Can-Am Pulsar không quá, thực sự mà nói là không quá nổi tiếng ở Việt Nam. Và một điều nhầm lẫn đối với người Việt Nam khi nghe thương hiệu Zenith là chúng ta sẽ nghĩ đến một chiếc thương hiệu đồng hồ của Nga. Tuy nhiên không phải, Zenith là một thương hiệu đồng hồ đặc Thụy Sĩ và được khai sinh vào năm 1865. Với thương hiệu Zenith này thì chúng ta có thể kể đến được những cái di sản của thương hiệu rất là nổi tiếng, như là cái cô máy Chronograph and Primero mà rất là nhiều những thương hiệu đã sử dụng, như là Rolex trước đã sử dụng máy Primero cho Daytona, và rất là nhiều những cái thương hiệu khác sử dụng máy Primero này. Thì trước đồng hồ ngày hôm nay chúng ta đánh giá là cũng sử dụng một cô máy là di sản của thương hiệu, cô máy Primero. Và tiếp đến đó chính là Can-Am Pulsar. Nói đến thương hiệu này thì không hẳn là nhiều người ở Việt Nam chúng ta biết được về thương hiệu. Tuy nhiên là với những anh chị em và những quý vị khán giả đã từng đến Thụy Sĩ và đã từng đến Luzern với cái cây cầu gỗ nó rất là cổ điển, rất là đẹp, rất là iconic của Luzern, thì chúng ta đến Luzern mua đồng hồ thì chắc chắn là chúng ta sẽ đến nhà Pulsar. Có thể nói là nhà Pulsar xuất thân là một nhà retailer về đồng hồ, và sau đó thì họ mới phát triển thương hiệu đồng hồ của mình. Và ngày hôm nay như chúng ta đã biết, đó chính là thương hiệu Can-Am Pulsar. Thương hiệu là Pulsar bắt đầu mở những cửa hàng đầu tiên năm 1888, và những chiếc đồng hồ đầu tiên thương hiệu sản xuất nó là những năm 1919, rất là lâu, hơn 100 năm những chiếc đồng hồ đeo tay. Pulsar cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cuộc khủng hoảng tiếng Anh năm 60-70 của thế kỷ trước, và đến những năm 70-80 thì bắt đầu Pulsar bắt đầu mới là làm lại. Hai chiếc đồng hồ ngày hôm nay mà tôi muốn review và đánh giá đó là hai chiếc đồng hồ có lớp vỏ bằng thép và có người chức năng tôi nghĩ là khá thú vị để đem ra so sánh, đó chính là chức năng Chronograph. Hai chiếc đồng hồ này thì có cái chức năng Chronograph là khác nhau, về bản chất là khác nhau, và đi kèm với những chức năng phụ khác mà cũng được gọi là xếp vào hàng phức tạp, đó là lịch thường niên. Và chiếc đồng hồ Zenith của tôi đây mà tôi đang cầm ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái đường kính vỏ là khoảng tầm 42mm, mặt màu xanh. Cái lòng trong của mặt số đồng hồ này cũng khá là thú vị với vân bullnose này rồi, và những cái đường vân khác.
Còn mặt số của đồng hồ Can Boucher thì sao? Nó là một cái thiết kế với một cái màu sắc rất là mới trong những năm trở lại đây. Còn với những chiếc như là Can F Boucher như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái mặt xanh nó gọi là mặt xanh màu khói, xanh ombre, và cái độ hoàn thiện thì tôi đánh giá là khá cao. Kim này là một bộ kim mà tôi thấy giá khá là thú vị. Bởi vì sao? Thì kim này gọi là kim mũi tiêm, không giống như là kim alpha hay là kim dolphin. Thì cái kim mũi tiêm này đem lại một cái cảm giác nó có thể nói là khá là thú vị đấy, đối với tôi, cá nhân tôi. Về lớp vỏ của hai chiếc đồng hồ này, chúng ta sẽ thấy được rằng theo cái thiên hướng chronograph thì nó sẽ khỏe khoắn hơn, dày dặn hơn và lớn hơn. Với chiếc Zenith thì là đường kính 42mm và với chiếc Can Boucher là 41mm, có thể nói là có độ dày theo như tôi nghĩ là nó khoảng rơi vào tầm 12 đến 14 mm. Và cái dáng này thì chúng ta sẽ thấy được nó khá là nhiều điểm tương đồng với một chiếc đồng hồ Patek Philippe, đó chính là chiếc 5905. Đó, 5905 là hai chiếc đồng hồ này thì có điểm gì khác nhau? Điểm qua một chút về cái bộ máy đi. Cỗ máy El Primero của Zenith thì nó đã có một lịch sử phát triển rất là lâu đời rồi. Còn cái cỗ máy hiện tại như chiếc Can Boucher này, nó là một cái cỗ máy được phát triển trên cái nền tảng của cỗ máy anh trái ETA 2824 là cái 2. Cỗ máy chronograph El Primero ấy thì nó lại là một cỗ máy tích hợp, cỗ máy chronograph tích hợp. Còn cái chiếc đồng hồ này của Can Boucher thì lại sử dụng với cỗ máy module, chronograph module. Thì cái chronograph module thì tôi không đánh giá cao bằng chronograph tích hợp. Trước đây thì chúng tôi đã làm một số cái video để giải thích cụ thể hơn về chronograph module và tích hợp, thì quý vị có thể xem trên kênh YouTube chúng tôi. Về cuối video này thì chúng ta sẽ thử một chút về lên tay và chúng ta sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào. Ưu điểm của chiếc Zenith ấy, nó chính là khi chúng ta sử dụng khóa cài thì chúng ta sẽ thấy được là chiếc đồng hồ này sẽ ôm tay hơn là khóa đôi của Can Boucher. Theo như tôi thấy thì cái khóa đôi này khá là tiện dụng, nó sẽ tránh được cái việc mà rơi vỡ rơi đồng hồ khi đeo lên tay. Tuy nhiên là nó sẽ làm giảm đi cái cảm giác mà chúng ta đeo khít lên trên tay. Tôi cảm thấy là chiếc đồng hồ này có một phần nào đấy cái mặt số nó hơi nhỏ, bởi vì là cái phần bezel nó đã làm cho cái mặt số nó nhỏ hơn một chút. Đó, và cái phần vành tachymeter ở phía bên ngoài rìa mặt số ấy, nó cũng làm cho cái phần mặt số nó cảm giác nhỏ hơn là cái mặt số của chiếc Zenith này. Với chiếc đồng hồ này thì tôi nghĩ là đây là một sự trải nghiệm mới, và tôi không đánh giá quá cao về cỗ máy. Bởi vì một cỗ máy ETA cộng với module thì tôi không đánh giá quá cao. Tuy nhiên là điểm cộng của chiếc đồng hồ này đó chính là mặt số, màu mặt số rất là bắt mắt, phải nói là rất là trend. Đó, và cái cách mà họ chăm chút chúng ta từ vỏ hộp đến dây đến khóa thì chúng ta có thể coi là đây là một sự lựa chọn. Tôi đặc biệt yêu chiếc đồng hồ này đó chính là mặt số và bộ kim, đấy là điểm lưu ý. Còn về chiếc Zenith này thì sao? Theo quan điểm của tôi thì chiếc Zenith này là một chiếc Zenith với chronograph và chức năng lịch thường niên nên có thể sưu tầm được. Bởi vì cái cỗ máy El Primero này là một cỗ máy có thể nói là một máy di sản của thương hiệu. Ngoài ra thì cái tính chất về lịch sử của cỗ máy này, lịch sử của thương hiệu và chiếc đồng hồ này đeo thì cũng khá là dễ chịu. Có thể là một cái mặt số màu xanh của chiếc Can Boucher này chúng ta đeo một thời gian thì có thể thú vị. Có thể là chúng ta thấy nhanh chán, nhưng với cái mặt số này, mặt số của chiếc Zenith màu xanh đậm và cái màu đen kết hợp lại thì nó đã đầm tính rồi, nó trung tính và nó không có cái điểm gì quá đặc biệt, thế nên là nó sẽ lâu chán hơn. Đó, đấy là quan điểm của tôi. Còn quan điểm của quý vị thì như thế nào? Nếu là quý vị với một cái ngân sách và budget nó khoảng tầm 150 triệu, 160 triệu gì đấy thì quý vị sẽ chọn chiếc đồng hồ nào trong hai chiếc đồng hồ này? Hãy cùng comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye.